Chào cả nhà nhá. Trứng gà đẻ, gà mái đẻ trứng vàng này. Cây này cây trứng gà quả dài các bạn nhé, bẹ rất là đẹp. Đây, các bạn nhìn cây này, tổng cây hiện giờ nó cao có khoảng cỡ 5 mét thôi. Đấy. Hơn 5 mét một chút. Đấy. Cây này vanh gốc 130, cách mét là 85, cây thoát 2 mét. Tay bay của cái tay bay rất là đẹp. Cây này ủ 3 tháng nên nó tốt ôm các bạn nhé. Đấy. Cây này bẹ nó cực đẹp luôn. Đấy. Các bạn nhìn bẹ này. Bẹ rất đẹp, mà đây là bẹ mình nấp đi nhé. Đấy, bạn nấp. Đấy. Đấy. Cái vanh gốc này là gì? Đó, chỗ này là 130, cách mét này 85 phân. Đấy. Cây rất kiểu đây, bẹ gốc nó ra tận chỗ này. Đấy. Đấy, chỗ đến cái chỗ cái tay bay này ra này, bay ra 3 mét này. Đấy, nó là vào cao 3 mét. Mình đến nữa mình cắt, mình chỉ lấy mỗi tay bay này, để chơi những tay bên dưới. Thì vẫn còn quả đây. Vẫn còn một quả, vẫn đẻ quả. Cây quá đẹp luôn. Bạn nhìn tổng thể cây này. Hay, trong cái tay nó bay đẹp chưa? Đấy. Cái con đẻ này trong cây bóng mát thì quá đẹp. Cái tán trên nó rất ấm nhỉ. Đấy. Cây này chơi kiểu gì cũng được. Nhưng mà cây này bẹ đẹp lắm. Mình quấy về năm lên chậu, mua chậu đẹp rồi. Kiếm được cây trứng gà nó được.